rồi thì nó cũng sẽ có những cái transferable skills hoặc là knowledge từ cái ngành này qua ngành khác. Ví dụ như trong vài năm đầu sự nghiệp thì nó cũng sẽ quay quanh câu chuyện là nếu đứng giữa nhiều sự lựa chọn nha, thì đi đường này nó cũng về thành Rome á, thì mình bắt buộc phải chọn một hướng. Mình đừng có kiểu đứng núi này trông núi nọ, cứ chọn một hướng đi, xong mình đi thật tốt cho cái hướng đó, rồi tự động nó sẽ có nhiều cái nhánh khác để cho mình đi tiếp, nhưng nó vẫn là trên cái path mình đã chọn. FTN nó cũng sẽ phù hợp với lại cái công việc mà mình muốn làm thôi. Dạ, em thấy ý rất là hay. Cái cách em làm hơi khác một xíu, tức là ví dụ có 3 hướng, 5 hướng gì đó thì em cứ đi hết 3 hướng, 5 hướng á. Nhưng mà em vừa đi vừa suy nghĩ, vừa đi vừa chiêm nghiệm coi thật sự cái hướng nào nó đem lại cho mình nhiều cái năng lượng mình thích, mình enjoy làm cái đó, mà mình làm tốt cái việc đó và có những cái dấu hiệu xung quanh, những cái kết quả đạt được, thì đến khi mà em xác định được à cái hướng này nó hợp với mình thì em bắt đầu double down vô cái hướng. Ở khúc đầu đúng là lúc mà em chưa có biết phải đi hướng nào là em cũng cứ thử cái này thử cái kia. Ok, vậy chắc cũng như anh trong giai đoạn đầu tiên là cũng làm tùm lum việc đúng không? Dạ đúng anh rồi. Chắc tuổi trẻ sẽ gọi kiểu kiểu vậy. Dạ đúng rồi. Thật ra em quan niệm là lúc mà em học á, hoặc là lúc mình làm rồi thì nó cũng sẽ có những cái transferable skills hoặc là knowledge từ cái ngành này qua ngành khác. Ví dụ như trong vài năm đầu sự nghiệp thì nó cũng sẽ quay quanh câu chuyện là làm việc với con người hoặc là soft skill, teamwork này kia. Thì em thấy những cái skill đó cho dù là mình đi làm ở đâu thì mình cũng sẽ transfer được qua cái môi trường mới. Nên là em cũng không có quá lo lắng là mình có phải làm đúng cái công việc này ở career path kia hay không. Dạ. Yeah.